Tình trạng xe khách lộng hành tranh giành khách theo kiểu xã hội đen trên tuyến quốc lộ 5 Hà Nội Hải Phòng đã quay trở lại. Mặc dù cho nỗ lực xử lý lập lại trật tự của các cơ quan chức năng, những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi lại được cho thấy một số doanh nghiệp vận tải còn dùng đầu gấu để tranh giành khách, gây nhiều bức xúc cho người dân đi lại trên tuyến đường này. Những hình ảnh này diễn ra hàng ngày tại bến xe Lương Yên, Hà Nội. Bên trong bến xe, những đối tượng hình dáng dữ dằn đang cò kéo tranh giành khách. Và đây là cảnh các đối tượng này đang chia tiền hoa hồng ngay tại sân bến nhờ số khách đã giành được. Theo người dân sinh sống tại khu vực bến xe, trong số các xe khách tuyến Hải Phòng Hà Nội, xe của các hãng yếu thế hơn sau khi xuất bến luôn phải chạy sau với tốc độ rùa bò và không được vượt lên ngay cả khi xe đi trước dừng lại bắt khách. Thì bắt đầu xe Tam Bạc có lên thì bắt đầu Hoàng Long không bao giờ chèn khách được, không bao giờ bắt khách được. Bao giờ nó bắt khách xong thì Hoàng Long bắt đầu lên từ từ, không bao giờ được vượt nó được. Vì là xe của nó tư nhân, vì xe Hoàng Long là xe của nhà nước, bắt buộc nếu anh không nhường khách nó thì đến đầu kia đâu anh không. Nhiều lái phụ xe thường xuyên chạy trên tuyến này cho biết, nếu vô tình vượt qua, khi xe đi trước dừng lại bắt khách thì lập tức sẽ bị các đối tượng lạ mặt đe dọa hoặc xử lý theo kiểu xã hội đen. Mới đây nhất là trường hợp lái xe của công ty vận tải Hoàng Long bị tấn công bằng hung khí. Dù phải nhập viện và khâu 8 mũi, nhưng lái xe này vẫn tiếp tục bị đe dọa. Người ta gọi điện dọa dẫm và đe dọa bản thân tôi và gia đình nhà tôi. Thế đây là USB để anh ghi âm gì nào? Đây là USB này là tôi sang ra từ cái máy điện thoại của tôi. Anh ghi âm những gì? Anh ghi âm những cuộc nói chuyện, những cuộc điện thoại người ta gọi điện cho tôi. Người ta đe dọa rồi người ta ngọt nhạt xong rồi người ta không được, người ta đe dọa. Hiện có hàng chục hãng xe chạy tuyến Hải Phòng Hà Nội như Hoàng Long, Hải Âu, Đất Cảng, Anh Huy, Đoàn Xuân, Thanh Long, v.v. Theo phản ánh của hành khách thường xuyên đi trên tuyến Hà Nội Hải Phòng, thì tình trạng xe khách côn đồ lộng hành đặc biệt phức tạp trên tuyến này từ hơn một năm nay, gây nhiều bức xúc nhưng không được giải quyết triệt để. Nói thật là đã là bến xe thì nó cũng rất nhiều các cái thành phần khác nữa. Thế cho nên nói bảo chỉ có một mình bến xe để vào cuộc làm cái này không thì khó có thể triệt để. Thế cho nên là cũng đề nghị các cơ quan ban ngành cùng với bến xe cùng chung tay kết hợp làm thì sẽ tin chắc rằng nó sẽ hiệu quả nó sẽ cao hơn. Hơn một năm trước, ngày 4 tháng 4 năm 2012, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng đề nghị kiểm tra tình trạng tranh giành khách tại quốc lộ 5 và phải có biện pháp xử lý lập lại trật tự an toàn giao thông. Tuy vậy, đến nay tình trạng này vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thực tế này đang đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các lực lượng chức năng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến và địa bàn, cũng như tính mạng